Đây là một trong những giải pháp giúp cho người sử dụng được nhiều hơn, lâu hơn bằng cách là bộ trà 8, 9, 10 chén. Khi mà sử dụng bộ trà này thì anh chị có vỡ một hoặc hai cái thì anh chị vẫn có dùng. Nên là tăng về tính năng sử dụng, tiết kiệm về thời gian. Và đặc biệt là mỗi một lần chúng ta dùng như này kết nối được nhiều mối quan hệ hơn. Nhưng ở đây có rất là nhiều những sản phẩm như thế này. Và trong team của chúng tôi vừa rồi có cho giá trị khách hàng về combo 27 sản phẩm như thế này. Và có điều gì trong quá trình mà bạn như cháu chăm sóc khách hàng thì họ đang cần đặt những câu hỏi như nào? Bình thường thì chăm sóc khách hàng thì khách hàng sẽ không biết là các sản phẩm này có những cái tác dụng gì trong cái bộ chén. Tức là nó có nhiều món như này nhưng mà họ chỉ biết là cái chén uống nước thôi đúng không? Vâng. Họ chỉ biết cái chén uống nước thôi rồi. Thông thường là họ chỉ biết cái chén uống nước thôi. Đúng không? Thế còn những cái mà phụ kiện này họ đang không biết đúng không nào? Rồi đúng rồi. Cái này rất là hay, một câu hỏi rất hay. Cảm ơn cháu và cảm ơn những vị khách hàng đã đặt câu hỏi. Thông thường thì chúng ta sử dụng cái ấm pha trà và cái chén uống nước. Còn trong ngày hôm nay thì tôi chia sẻ với chị về những cái bộ phụ kiện này. Thứ nhất là phải nói đến cái lọ trà này. Đây là một cái lọ trà được làm bằng gốm, nó sẽ làm giúp cho trà khô mãi không bị ẩm ướt nhá, không bị ẩm ướt. Rồi đây là bộ trà như vậy. Đây là một là cái lọ trà là để trà. Hai là cái bát trà sâm này. Bát trà sâm dùng để làm gì ạ? Các chị này, cái bát trà sâm này thường là khi mà chúng ta pha một người uống thì chúng ta chắt đây để một mình uống thôi. Ví dụ như buổi sáng ra mà anh chị muốn uống một mình thì chúng ta chỉ làm một ít ở đây xong chắt đây uống dần. Hoặc là nếu mà không phải là trà mạn chúng ta uống trà sâm thì cho đây uống dần anh chị nha. Đấy là dựa là cá nhân hóa. Và đây nữa. Đây nữa ạ, khi mà đây gọi là cái lọc trà anh chị nhá, cái lọc trà khi mà chúng ta pha trà xong thì toàn bộ chất ở đây để lọc bã, để cái lọc bã này. Đó. Bình thường nếu như anh chị mà chất thẳng vào đây cho từng chén một thì nó sẽ có cái chất trước, cái chất sau, vị trà khác nhau, cái nhạt, cái đậm. Nhưng mà khi anh chị chất vào cái này để chứa trong một cái này, xong từ cái này anh chị mới chuyển sang cái này thì có nghĩa là nó trung hòa cho những cái trước và cái sau đều lượng vị như nhau, đều nhận được giá trị như nhau thì nó gọi là bộ cái chuyên trà, cái lọc trà anh chị nhá. Và cái tiếp theo là cái thứ tư nó xuất hiện cái đây là cái ống là để những cái dụng cụ để pha trà, hoặc là nếu như người hút thuốc thì người ta sẽ để những cái tăm cái đóm ở đây. Đó là cái ống đóm, ống để dụng cụ pha trà. Và cái thứ năm là cái để tăm này. Trong bàn trà thì khi ăn xong ấy thì người ta thường ngồi uống trà và có cái tăm để tăm này để mà chúng ta lấy, được chưa? Và cái tiếp theo là cái thứ sáu, đó là cái gạt àn. Một số người thì vẫn là uống nước và hút thuốc thì đây là cái gạt tàn để anh chị mà trong quá trình ngồi uống không phải ra ngoài kia gạt nữa mà gạt thẳng ở đây luôn. Thì đó là tôi chia sẻ về những cái tính năng cũng như là cái mục đích sử dụng của những cái bộ sản phẩm combo đi theo. Và đương nhiên với cái giá trị mà tôi đang trao ra thị trường là cái bản 8-9 chén như này thì có vỡ. Nếu anh chị bảo là tôi có ít người dùng bộ 6 chén truyền thống thì đây nó như này, nhỡ vỡ thì anh chị vẫn có thay tiếp và thay tiếp như này ạ. Đấy, vừa rồi thì tôi đã chia sẻ với chị về những cái bộ sản phẩm này với những cái lợi ích và những cái tính năng của nó, và nó sẽ giúp cho anh chị nhận được cái kết quả gì, đó là tiện dụng, mất gọi là chi phí ít mà thời gian thì không mất thời gian trong việc tìm kiếm. Và để vào những cái lợi ích như vậy thì giá thành trong ngày hôm nay, với cái giá thành trong ngày hôm nay, chú ơi, bộ trà 29 sản phẩm này bình thường ngoài thị trường đang bán giá là 3,8 triệu. Sau này chú định bán với giá bao nhiêu ạ? Ok, cảm ơn cháu. Cháu đặt câu hỏi toàn cho khán giả nhỉ? Đúng là cháu tuyệt vời đấy. Nếu anh chị mà đang xem mà được cháu này chăm sóc nhá, thì anh chị hãy đưa ra quyết định mua hàng luôn. Bởi vì đây là một trong những điều mà các bạn lên cổ vũ cũng như là ủng hộ những bạn trẻ như thế này. Rồi, thông thường giá thị trường đang là 3,868 triệu với bộ 29 sản phẩm combo như thế này. Nhưng trong ngày hôm nay, tôi muốn dành điều tuyệt vời này để giúp cho anh chị gia tăng trải nghiệm với cái bộ combo như thế này, anh chị nhá, bộ combo này. Được. Tôi sẽ để nó với cái giá sale là 2,868 triệu. 2,868 triệu. Anh chị không nghe nhầm đâu, 2,868 triệu không chỉ
dừng lại đây mà tôi tặng tiếp cả bộ khay trà này luôn, tặng luôn cả khay trà này, tặng luôn cả khay trà này nha. Và chỉ có ngày hôm nay thôi, vì tôi đang rất là hào hứng trong cái sự kiện ngày hôm qua. Với 5 ngày tham gia sự kiện quốc tế thì tôi rất hào hứng, nhận được rất là nhiều kết quả. Vì thế tôi giúp cho chị gia tăng trải nghiệm bằng cái giá là 2.868.000, tặng thêm một cái khay trà như này. Khay trà không như này, nguyên khay trà này đã có giá hơn 1.000.000 rồi anh chị em nhé. Rồi ok, nếu anh chị mong muốn nhận được cái điều tuyệt vời này, hãy để lại thông tin, hoặc anh chị có thể để lại để chúng tôi import.